tiếng là căn hộ cao cấp, tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng phía trong tòa nhà La Bonita, chỉ thấy những âm thanh tục tĩu của trận tranh cãi kéo dài cả buổi sáng. Bà Thanh cho rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Bà đã mua căn hộ và cả một sàn thương mại trị giá hơn 20 tỷ đồng ở đây. Thế nhưng sau đó mới phát hiện số tài sản này đồng thời bị bán cho nhiều người khác. Một căn nhà đổi bán lần thứ nhất và lần thứ hai là đổi số tầng lên và bán tiếp lần thứ hai. Có mặt tại tòa nhà sáng nay, hàng chục nạn nhân khác cũng có những cáo buộc tương tự. Bây giờ tôi vào thì bắt đầu mới thấy ra là rất nhiều người có hợp đồng giống tôi, như là cái anh vừa rồi đấy cũng có cái hợp đồng như này. Thì như này thì là như nào? Ở đây tất cả mọi người ở đây trùng rất là nhiều và mọi người rất bức xúc. Đi lên đi xuống mãi không được. Gần trưa, đại diện chủ đầu tư tòa nhà xuất hiện. Nhưng người này cho biết dù cùng là công ty bất động sản Nam Thị, nhưng ông chỉ đại diện cho nhóm cổ đông mới, những người đã mua lại 100% cổ phần từ chủ đầu tư cũ, nên hiện chưa biết xử lý ra sao. Nếu như mà bên chủ đầu tư cũ mà họ làm sai thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó. Thế còn chúng tôi là bên đơn vị là tiếp nhận các cái cổ phần cũ thì chúng tôi đang rà soát lại các hồ sơ. Trong khi đó, người phụ nữ tự giới thiệu là quản lý cũ của tòa nhà, cũng là người trực tiếp bị các nạn nhân tố cáo, thì liên tục trì hoãn việc cung cấp thông tin. Bọn em là phóng viên của Đài Truyền Việt Nam, xin hỏi chị là liên quan đến những cái phản ánh của người dân như này thì là chị là người mà bị tố cáo trong đơn thì chị có ý kiến gì không? Chưa, em xin hỏi lại lần thứ hai là chị có ý kiến gì không ạ? Tôi xin gần tất cả phía công an chính quyền tới đây và cơ quan pháp luật tới đây trước khi tôi trả lời vào bên pháp lý của tôi sẽ tới đây và trả lời. Nếu mọi người bình tĩnh sẽ có câu trả lời chính đáng. Cảm ơn chị ạ. Dạ vâng. Tuy nhiên sau nhiều tiếng chờ đợi, cả chủ đầu tư cũ lẫn mới đều không cung cấp thông tin gì thêm. Đáp lại, bảo vệ tòa nhà liên tục có những hành động ngăn cản, đe dọa hành hung các phóng viên đang tác nghiệp.